Nhưng sao mình nhận hơn tháng 6 mình bật lý đi. Người tháng 6 thì trong lòng người máu thôi. Người tháng 6 lòng người máu, nhưng người tháng 7 thì cả nãy không. Hello Văn Mai Hương, con gái yêu quý. Chúc mừng con đã trở lại. Thông báo cho con biết nha, ba mới về cắt chỉ sáng nay luôn đó. Nhưng vẫn phải lết tới với con. Chào tất cả quý vị của Mel. Ngày hôm nay thì Hương ra mắt ca khúc cũng như là MV Mưa Tháng 6, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Và lần này thì sẽ kết hợp cùng với cả hai giọng ca nam mà Hương rất là yêu thích, Grady và Trung Quân. Ca khúc này thì đã được thai nghén trong vòng một năm trời. Và đây là một trong những câu chuyện tình có thật của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Và cũng là một cái phần nào cảm xúc và những cái trải nghiệm trong chuyện tình cảm của Hương. Khi mà Tuyền viết ra ca khúc này thì Hương phải chờ đợi một năm để có một cái chorus cũng như là có hai đoạn verse hoàn chỉnh. Đây là sản phẩm mà Hương và Tuyền chứa đựng rất là nhiều tâm tư cũng như là dồn rất là nhiều thứ vào trong cái sản phẩm Mưa Tháng 6 này, đặc biệt là cảm xúc. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ thích. Hello Văn Mai Hương, con gái yêu quý. Chúc mừng con đã trở lại. Thông báo cho con biết nha, ba mới về cắt chỉ sáng nay luôn đó. Nhưng vẫn phải lết tới với con. Chúc cho con thật là nhiều thành công, nhiều năng lượng và nhiều khán giả yêu thương bài hát này và thích bài hát này và thành trend, thành hot nha con nha. Mà sao MV Mưa Tháng 6 mà mình tổ chức họp báo tháng 5 vậy Hương? Hả? Vậy là em phải tổ chức họp báo tháng 7 à? Gì đó? Đâu có, trong tháng 6 chứ. Mình cũng phải cuối tháng 5 để cho mọi người nghe bài hát xuân chương. Là tổ chức tháng 5 để tháng 6 mọi người bắt đầu nghe MV Mưa Tháng 6. Nhưng qua tháng 7 mọi người còn được nghe thấy không? Dạ, anh muốn nghe nghe thôi. Nhưng sao mình chọn Mưa Tháng 6, mình bật lý đi. Mưa Tháng 6 thì trong lòng mọi người sướng máu thôi. Mưa Tháng 6 là mình sướng máu, nhưng Mưa Tháng 7 thì cả nãy không sướng hàng nữa. Xin chào tất cả mọi người, mình là Grady và ngày hôm nay rất là vui khi mà được có mặt tại họp báo của chị Văn Mai Hương. Và đây là một cái khúc mà cũng có sự góp giọng của Grady ở trong đó nữa, và là một sáng tác của anh Hứa Kim Tuyền. Thật sự sáng tác của anh Tuyền rất là hay, và chị Hương hát rất là hay luôn. Và thật sự bài hát này cũng là một bài hát mà cũng có liên quan tới mưa, cũng là một cái thời tiết mà Grady rất là thích. Tại vì trước đây Grady cũng đã cho ra mắt rất là nhiều bài hát về mưa. Và Grady nghĩ là mình cũng có một phần cảm xúc ở trong cái ca khúc này. Và mong là ngày hôm nay của chị Hương sẽ diễn ra thật là suôn sẻ. Và mọi người sẽ ủng hộ cho MV của chị Hương thật là nhiều nha. Xin chào tất cả các khán giả của Mel Entertainment. Mình là Hứa Kim Tuyền đây. Thật ra thì là trong suốt khoảng thời gian một năm qua thì cảm hứng của Tuyền nó không có nằm ở tình yêu. Mà nó nằm ở những cái vấn đề xã hội khác xung quanh. Cho nên sau khi mà ra ca khúc Một Ngày Nổi Đâu thì Văn Mai Hương cũng có đặt vấn đề về sản phẩm tiếp theo. Nhưng mà bản thân Tuyền thì lúc đó không tự tin là mình có thể tạo ra được một cái gì đó thú vị và đủ hay ho để cho Văn Mai Hương. Cho nên là Tuyền có nói Hương là đi tìm nhạc sĩ khác. Thì trong cái lúc đó thì Tuyền cũng recover sau khi mình trải qua một cái thất bại trong tình yêu. Và bản thân Hương cũng có tìm những cái nhạc sĩ khác để mà cộng tác. Tuy nhiên thì là có những ca khúc đã được thu âm rồi nhưng lại không ra mắt được vì một số lý do. Còn bản thân Tuyền thì cũng tìm lại được cái cảm hứng để mình sáng tác những ca khúc u buồn bởi vì mình thất tình. Cho nên là một hôm đẹp trời thì hai chị em gặp lại, thì Hương cũng có cho Tuyền nghe những cái demo, thì Tuyền thấy là nó vẫn thiếu một cái gì đó đúc phá với Hương. Thì lúc đó bản thân mình thì cũng nghĩ là thôi, để mình về mình thử xem mình có cái gì đó thú vị cho Văn Mai Hương không. Và đáp án đó chính là Mưa Tháng 6. 5 năm là ở bên cạnh nhau và 4 mối tình của bạn trôi qua, là biết bao nhiêu tâm tư tình cảm đã dồn hết cả album rồi. Đó còn ngàn cái nỗi đau là của bạn đó mọi người ơi. Bây giờ không lẽ bây giờ mình cũng mong cho mọi người hạnh phúc á, cái chúc cho Tuyền hạnh phúc cái là bạn hết bài cho em hát. Đúng không? Thì đúng không, người ta phải chia tay thì mới có bạn. Thì nó thì, và bởi vì nó có bị cấm cái chỗ này đó mọi người. Thật ra là cũng không muốn đâu, nhưng mà mỗi một lần mà định viết một cái bài nào đó
thì bạn ấy sẽ có một cái câu chuyện mới xảy ra ngay trong khi mà bạn ấy chuẩn bị viết một cái verse hoặc một cái chorus, thì là ngay lập tức là sẽ chia tay ngay theo y chang những cái câu chuyện kịch bản mà bạn viết luôn. Không ngủ được. Em với cả Hương coi như là hai chị em còn nói chuyện với nhau ban đầu là chỉ là nhắn kiểu hồi hộp có ngày mai ra bài rồi. Xong rồi sau đó trở thành là hành trình ôn lại cả chặng đường 6 năm mà hai chị em đi cùng với nhau. Xong rồi là ôn lại đến 2-3 giờ sáng thì hai chị em mới ngủ luôn. Nói thật sự mọi người, không ai dễ thương như em mình hết. Không ai dễ thương như Tuyền hết. Và chị cảm ơn em đã có mặt trong cái cuộc đời sự nghiệp âm nhạc của chị. Và đây là tiền một tiền. Nói là để hơi xúc động bởi vì ngày hôm qua hai chị em có nói chuyện với nhau. Tại vì là em đã từng có những cái giai đoạn rất là khó khăn. Rất là khó khăn trong cả sự nghiệp lẫn lúc nào những câu chuyện xung quanh. Nhưng mà em may mắn khi tất cả những người xung quanh không một ai bỏ em đi hết. Và Tuyền nó vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ em. Và nói vui là kể cả khi mà em đi tìm một cái người nào đấy mà không ok, nó vẫn ok, quay lại viết nhạc cho em. Thì đấy là một trong những cái mà mình rất là trân trọng cái người ở bên cạnh mình. Và cái dự án này cũng là một trong những cái mà Tuyền có rất là tâm huyết. Em cũng rất là tâm huyết và cũng cảm ơn cả gia đình, cảm ơn Wendy, cảm ơn Trung Quân đã ở bên cạnh Văn Minh Hương trong hơn một năm qua để làm dự án Người Làm Sao. Còn về cái vụ mà giống với Nhật Hoa, ôi dồi ôi, từ cái ngày mà ra cái demo không phải là mình bài giả khúc đầu giả khúc nè, suốt thì nó tôi đây hai nè, nhạc tiên kim ưu hiu mi nè, rồi bài You Cloud Rain nè, rồi bài Who I Am của Jolin Sai nè, nói chung là rất nhiều bài hát bị nói giống. Thật ra tất cả những cái bài hát đó cùng với 10 tháng 6 đều có cùng một cái mẫu số chung, đó là một cái vòng hòa thanh. Hòa thanh đó là hòa thanh gọi theo kiểu mà ngôn ngữ mà của chuyên môn thì chúng ta là 6-3-4-1-2-5-1, 6-3-4-1-2-5-6. Đó là một cái hòa thanh mà rất là phổ thông. Đó là cảm giác của nó sẽ luôn tạo ra những cái giai điệu và những cái cảm giác nó giống nhau, nên thành ra mọi người nghe nó sẽ có cảm giác giống nhau, nó là khác. Hay ví dụ cái bài giả khúc với cả 10 tháng 6 đi, giả khúc là tê đê 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 đê, còn cái này là tê đê 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 đê. Nó chỉ có cảm giác là cái cảm giác nhướng nhướng lên của cái hòa thanh chỗ đó, nó phải nhướng nhướng lên thôi. Thế cho nên là hai bài giai điệu hoàn toàn khác nhau, tempo khác nhau, rồi tông khác nhau, rồi tất cả giai điệu và cách phát triển cũng khác nhau luôn, nên là hai bài không có sự liên quan gì ngoài cái việc màu sổ chung là vòng hòa thanh. Mà cùng vòng hòa thanh này có rất là nhiều bài hát giống, đó là tại sao mà có nhiều khán giả cảm thấy nó giống nhiều bài khác. Chị nói thật với em, chị là một người một cái Tuyền, chị cực kỳ yên tâm, nó như một cái cảnh sát về âm nhạc ấy mà. Coi như tất cả những câu chuyện drama là về âm nhạc của ai đạo bài gì là chị sẽ được biết đầu tiên đấy bác. Cái bài này hơi giống cái bài này nha, tôi sẽ hát cho bác nghe những cái bài như này như này như này như kia đấy đó. Cho nên khi làm việc với Tuyền thì chị nghĩ là chị Google âm nhạc đấy, và chị hay trêu thế thì là khi mà mình làm thì mình cũng khá là yên tâm về cái chuyện là bạn ấy có này kia không, đúng không em? Thank you. Và ở về mặt hình ảnh của cái MV này thì em nghĩ tính cho đến bây giờ em cũng đã upgrade rất nhiều về mặt hình ảnh rồi, và em nghĩ đây là MV mà em xinh nhất từ trước đến giờ. Đúng không? Không tất nhiên là những cái khác thì mình cũng ok, mình cũng xinh vậy đó, nhưng mà không. Cái MV này thì thực sự là đầu tư. Cái chú khóc nhiều lắm. Cái chú khóc xấu luôn. Trời ơi, cứu tôi. Chừng nó mặt em. MV nào em cũng bị khóc hết, hát ballad mà mọi người nghĩ hát ballad là buồn mà. Thế là lần nào mọi người cho em lên set là cũng sẽ là set khóc buồn. Anh Tuấn Anh trời ơi, quay khóc công luôn. Em đi về một ngàn nơi đâu em không được một tấm hình đẹp nào anh ạ. Thực sự là Hương quá xinh. Trong MV này quá xinh, quá quyến rũ, quá là sexy luôn. Chúc mừng em bởi vì em xứng đáng với những gì em đang có ngày hôm nay. Thứ nhất là nhan sắc thì thăng hạng, đúng không ạ? Giọng hát thì quá hay và MV quá hay. Thực sự đây là một cái bài hát chắc mọi người nghe xong đấy là biết chắc là nó sẽ hit, làm cho người ta đâu đó muốn nhắc lại đi nhắc lại những cái giai điệu đấy. Tôi muốn hát một đoạn. Dạ, tuyệt vời ạ. Trời ơi, tôi sẽ hát cho mọi người xem này, mọi người quay nhá. Ở ngoài trời đang mưa tháng 6, xong lại tháng 6. Xong rồi tháng 6, xong lại có mau. Nghe nhiều cũng cao, thế thì chẳng phải
cách xa. Hai người kết hợp với nhau thì em rất là thích và em nghĩ là bài này sẽ chạm đến trái tim của khán giả và sẽ rất là hot hit ạ. Nào, hát đợi nào, 2, 3. Em hát mọi người có đồng ý không ạ? Trời mưa rơi thắt sâu trong lòng giấc mơ, những ngọn tàn nỗi đau muốn muốn hùng hồn. Chúc chị ngày càng xinh đẹp hơn nữa và ra bài nào cũng sẽ hot hit bài đấy. Và em tin chắc rằng là bài này sẽ rất là hot hit trong thời gian này và thời gian tới nữa. Dạ.